Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang có hai con Samsung, thì một con là S22 Ultra và một con là S23 Ultra. Thì con S23 Ultra này thì em đang dùng nhé. Thì tạm thời thì em cũng chưa có bán, thì tại vì dùng nó ổn quá các bạn. Chả có gì để chê trách nó thì chưa bán. Còn nay thì lại bán con S22 Ultra này các bác nhé. Thì cái con này nó là bản Hàn và còn nó có cái RAM là 12. Bộ nhớ trong là 512 các bác nhé. Thì bản Hàn ấy thì nó chỉ có một sim thôi, cũng em cũng chưa thấy là có anh em nào mà độ nó lên hai sim cả. Thì tại vì các bác cũng biết rồi, hồi trước đây ấy, thì là bản Hàn của bên Samsung ấy, thì là hay độ được lên hai sim, nhưng mà đến cái thời S22 Ultra này thì là em thấy là chưa có độ được các bác nhé. Thì cái con này ấy, là full chức năng các bác nhé, không có vấn đề gì cả. Về chức năng các thứ em chỉ show cái ngoại hình cho bác thôi. Con này cũng còn app các bác nhé. Đây, show cho bác luôn. Đây, còn app các thứ nhé. À, đây này, áp suất này. Đây, dành cho các bác nào mà thích áp suất. Đấy, thì con này còn áp suất các bác nhé. Và tất cả tính năng đều đều ok hết. Và con này cũng chưa có hề có bị ám màn hay là sọc màn hay là vấn đề gì cả nhé các bác nhé. Hoàn toàn là lẽ đẹp luôn, không có vấn đề gì về về màn hình các bác nhé. Màn hình thậm chí là màn hình nó rất là đẹp luôn đấy, và chưa hề có vết xước luôn. Đây, em đang show của cái màn hình không cho các bác xem nhé. Em lau đi. Đấy, cái màn hình này thì trước đây là nó được dán cái miếng dán dẻo ấy, cho nên là nó chưa hề có bị xước. Đấy, em lau qua qua thôi, nhưng các yên tâm nhé, con này hoàn toàn là chưa hề có bị xước các bác nhé. Chỗ nào mà chưa sạch thì nó chỉ là bẩn thôi. Nè, à đây, soi dính điện thì thấy mới thấy có một vết xước bé tí tí này, mới gọi vết lông mèo thôi. Để chỗ này này, hay phải mà phải soi dính điện mới thấy được các bạn, còn không thì không thấy được luôn. Nó rất là bé thôi. Đó, nếu như các bác nhìn không kỹ là không thấy đâu. Đấy, có một vết đấy thôi. Đấy. Đấy, cho các bác yên tâm. Chỗ này có phải không? Từ từ. Không, không phải đâu. Nó mờ lắm. Nó mờ cực kỳ luôn, không nhìn thấy gì luôn đấy. Đó. Các bác yên tâm nhé. Cái con này thì màn hình của nó cực đẹp luôn. Đây là em phải soi dưới cái ánh đèn mà nó phản chiếu như này ấy, thì các bác mới thấy được là cái màn hình nó bị một vết xước lông mèo này. Được rồi, rất là khó luôn. Để còn bác nhìn như này thì hoàn toàn là không hề thấy gì luôn. Nói chung là bảo đảm cho các bác là màn hình con này rất là đẹp, những cái vết xước mà em vừa mới show cho các bác đấy nó hoàn toàn rất là bé, và nếu như các bác không soi ra, không căng mắt ra mà soi ra thì các bác không thấy đâu. Lại còn con này thì có một cái ngoại hình, nó là hơi 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 cái khung viền ấy nó hơi hơi bong chóc và bị hai vết cấn nhá các bác nhé. Thì đây em sẽ show luôn cho các bác. Đây, trước tiên là cái phần cụm camera thì đây nó cũng không còn được. Đương nhiên cái kính ấy, cái kính phần kính bên trong ấy thì là vẫn còn nét nhá các bác nhé, phần kính bên trong còn rất là đẹp. Nhưng mà cái phần khung viền tròn tròn bao quanh ấy thì nó có một vài cái vết kiểu như vết chóc sơn ấy các bác. Đấy, thì các bác cũng biết rồi, cái dòng S22 Ultra, không chỉ S22 Ultra đâu mà cả S23 Ultra luôn, nó cũng bị chóc sơn như vậy. Rất là cay cú các bạn. Nói chung là anh em dùng flagship mới nhất của hãng mà nó cũng cứ bị cái tình trạng như kiểu dở hơi như thế, thì anh em cũng hơi bị tức. Đây, nói chung là cũng còn rất là ok các bác nhé, các bác yên tâm. Có số email đây. Đấy, rồi em sẽ show cái cạnh viền. Đây, thì đây là cái cạnh dưới thôi các bác. Đây là cạnh dưới này. Đấy, thì nó sẽ hơi xước xước lông mèo chút này, chỗ này bị vết cấn bé bé này. Đấy các bạn, chỉ cần hơi hơi quệt nhẹ vào tường cái là nó đã bị rồi. Đấy, đây này, chỗ này này. Đó, xem bên này còn gì nữa không. Bút em tháo luôn ra nhé, bút bình thường, bút thì không vấn đề gì. Thấy bút ở bên trong thì nó chả vấn đề gì cả, không sao cả. Đây, rồi, đấy là một vết cấn. Còn tiếp theo là cái cạnh phải đây. Cạnh phải thì là ngon các bác nhé, cạnh phải thì là rất là ngon, gần như không có vết xước nào cả.
Đó, cánh phải rất là ngon, không vấn đề gì. Còn đây là cạnh trên này. Đây. Thì cái cạnh trên này cũng thế thôi, nó cũng viết sức kiểu kiểu nhăm nhăm nhưng mà nó bé bé thôi. Đây và đây có một cái viết đâu đó, cái viết cấn ở trên này đâu rồi nhỉ? Quên, nó đâu nó rất mờ đâu rồi. Đâu rồi? Đã quên, nó viết cấn ở chỗ này chứ. Đâu? Rất là bé các bạn ơi, đang tìm thấy quên luôn. Đây đây không phải, nó không phải viết cấn mà là viết viết nó bị chóc sơn ấy. Đấy. Ở chỗ này một vết nữa này. Đấy, xem còn vết nào nữa nào. À đây đây, đây là vết chóc sơn nữa này. Đây. Cạnh trước này. Mấy các bác nhìn thấy không? Nó rất là bé mà. Đấy, nó bé lắm. À, nó bé lắm. Đấy, mình soi kỹ cho bác để các bác về các bác khỏi đỡ bị bảo là em không sâu cái ngoại hình nó chi tiết ấy. Đấy. Nó thế thôi. Nói chung là con này nếu mà các bác nhìn tổng quan ấy, nếu mà nhìn không không phải khó tính quá thì nó rất còn rất là đẹp các bác nhé. Nó chỉ phải kiểu như phẩy phẩy ấy. Đây nếu mà thương gia khác người ta nói là phẩy, có cái hàng phẩy phẩy thôi, phẩy tí thôi. Nhưng mà không, em cứ nói cái vết nào như nào nó sẽ nói chi tiết như vậy để cho bác khỏi bỡ ngỡ. Đó. Còn ngoại hình bình thường thì rất đẹp. Ok các bác nhé. Thì đấy là cái ngoại hình của nó. À đây đây còn vết chóc sơn nữa này. Đây này. Khó nhìn lắm. Đây này. Nói chung là cái hàng S22 hoặc là S23 ấy, thì nó hay bị chóc sơn lắm các bạn này, bề vết chóc sơn nữa này. Cái này thì không thể tránh khỏi được các bạn. Thật em đang dùng con S23 này thấy cũng chóc sơn từ lừa luôn. Rất là ai cay luôn các bạn. Đấy, và con này thì cũng còn L1 các bác nhé. Đây, L1 cho bác nào yên tâm. Đây. Đó. Và đây pin pin này thì em không check bằng cái gì, em check bằng cái này. Đấy rồi các bác nào mà có cái sự tính toán gì đấy hay gì đấy để các bác biết được pin nó đang như này. Đấy. Ok. Pin con này còn ngon các bác nhé, các bác yên tâm. Con này cũng mới ra mà. Nên về pin thì nó cũng chưa xuống cấp đâu, cho nên các bác đừng có lo. Rồi, thì con này chạy cái chip 8 Gen 1 thì chắc bác cũng biết hết rồi. Con này thì chắc chắn một điều là nó không nóng như cái con S21 đâu. S21 dùng 888 thì nó hơi nóng. Đấy. Ok, thì đấy là cái ngoại hình của này nhé. Còn tất cả cái chức năng của con này thì bảo đảm cho các bác là hoàn toàn là không có vấn đề gì các bác nhé. Rồi ok, bác nào mà cần con này thì liên lạc em ở số điện thoại trên góc màn hình nhé. À quên, con này thì em đang bán giá là 11 triệu các bác nhé. Rồi ok.